Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, bão số 6 đi vào Biển Đông gặp điều kiện mặt nước biển có nền nhiệt cao từ 30 đến 31 độ, lại được bổ sung thêm ẩm, vì thế bão mạnh lên lại ở mức cấp 9 đến cấp 10. Trong ngày và đêm nay, thì bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây. Đến trưa và chiều nay, tâm bão ở khu vực phía đông của khu vực phía bắc của Biển Đông, cường độ xấp xỉ cấp 10, cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và đến 16 giờ chiều mai, tâm bão cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng hơn 300 km về phía đông, cường độ mạnh lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Đến trưa chiều ngày 27 tháng 10, bão số 6 sẽ ở trên vùng biển phía tây bắc của huyện đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, khả năng cao khi vượt qua huyện đảo Hoàng Sa, bão số 6 sẽ di chuyển chậm lại và thay đổi hướng, di chuyển sang hướng tây tây nam. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 nên trong ngày và đêm nay, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão sóng cao từ 5 đến 7 mét, biển động rất mạnh. Trở lại với thời tiết trên đất liền, dưới tác động của trường gió đông bắc khô thổi đều từ phương bắc xuống và trường phân kỳ gió ở các mực khí quyển trên cao, nên đêm qua và sáng nay Bắc Bộ tiếp tục ít mây. Hôm nay toàn miền vẫn có nắng sớm và nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Đến trưa chiều, toàn vùng đều có chung mức nhiệt từ 29 đến 31 độ. Đáng lưu ý là độ ẩm trưa và chiều nay ở miền Bắc đều dưới mức 55%, thậm chí có nơi chỉ từ 35 đến 45%, nên nguy cơ cháy nổ rất cao, người dân cần thận trọng. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần uống đủ nước, bổ sung rau xanh, trái cây để đảm bảo sức khỏe. Trường gió đông bắc khô cũng mở rộng xuống phía bắc của miền Trung, khiến cho các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng chuyển ít mây và nhiệt độ giảm sâu. Mức nhiệt ngoài trời lúc này ở đây chỉ dao động từ 20 đến 23 độ, trời se lạnh, cùng với đó là một màn sương mù nhẹ bao phủ. Trong ngày hôm nay, thì toàn miền Trung, vùng từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đều có được trạng thái tạnh giáo và có nắng. Nhiệt độ toàn vùng dao động từ 30 đến 32 độ. Nắng giáo giảm mưa cũng sẽ là thời tiết trong ngày hôm nay ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Những cơn mưa chỉ xuất hiện cục bộ về chiều tối và diễn ra trong thời đoạn ngắn. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên sẽ là từ 29 đến 31 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 33 độ. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.